được đâu rồi. Anh hãy bắt cầu cho em và anh Vinh đi qua. Thôi hai đứa lớn rồi, tự bỏ tiền ra xây cầu đi. Thưa quý vị, để nói về cái câu chuyện vừa rồi là Ngưu Lang và Chức Nữ, và cầu Ô Thước là gì, Giải Ngân Hà là gì, chúng tôi sẽ nói sau khi chúng tôi mời đủ các thành viên của gia đình Bảy Độ. Xin giới thiệu Ninh Dương, Lan Ngọc. Vô kia đi, thẳng vô chỗ coi khói luôn. Chẳng chỗ coi khói. Thưa quý vị, Lan khán giả. Hết nhạc. Sao tự nhiên tới tôi hết nhạc? Dễ thương quá. Và khách mời ngày hôm nay đó chính là Hoàng Phi. Toàn thể anh em gia đình Bảy Nụ xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần tại HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Thưa quý vị, không có đâu nhiều tiếng cười bằng chương trình Bảy Nụ cười. La 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 la. Vậy vậy chào. Cảm giác ngày hôm nay xuất hiện như nào? Em rất là vui khi có mặt ở đây á, tại vì em á, em coi rất nhiều trên TV rồi, em thấy anh Luật bị mọi người đối xử rất là dã man, rất là dã man. Trời ơi, đối xử dã man với mọi người. Có bị ức hiếp, rồi có bị xui nữa. Nhưng mà cái đó là chỉ coi qua TV thôi, cho nên lúc mà tới đây thì em chưa từng coi những số Tiết Luật cầm cái cây mình cứ đập cho cái ấm quyển của Lan Ngọc hả? Không, em chỉ coi, em coi những cái đáng thương của anh Luật thôi. Anh không coi những tập mà anh phun nước vô mặt người khác hả? Phải bỏ qua nhiều tập như vậy hả anh Luật? Không phải, tất cả những điều đó chỉ là những lời nói sằng bậy thôi. Em phải tin ở anh, em phải tin ở anh. Đây, vừa rồi là chúng ta coi một còi là cái hoạt cảnh Ngưu Lang Chức Nữ. Em đóng là Chức Nữ thì em có hiểu gì về câu chuyện vừa rồi không? Dạ em hiểu chứ, là Ngưu Lang Chức Nữ yêu nhau rất đậm sâu, nhưng mà hai người không thể gặp nhau. Mỗi năm chỉ có một ngày, nhờ quả bắt cầu Ô Thước nên hai người đều gặp nhau. Ôi, vậy dễ thương. Tại sao không gặp được nhau? Đúng rồi, vậy Ngưu Lang là ai và Chức Nữ là ai? Câu chuyện này bắt nguồn từ đâu? Anh chàng Trăn Trâu. Câu chuyện này bắt nguồn từ anh chàng Trăn Trâu. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Để rồi đây hai ta phải khổ đau. Tại vì con quạ xuất hiện. Đúng. Tại vì anh đó có một con quạ. Tại vì anh có một con quạ bụng bự đầu hói xuất hiện. Ngăn cản không cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Đúng. Con quạ đó em sẽ làm 7 món. Mà con quạ đó còn nhảy sai nữa. Đúng. Em sẽ giặt lông con quạ đó bị chật nhịp. Đó. Người ta qua trái là nó qua phải. Thật ra thưa quý vị, câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ là một câu chuyện cổ tích. Và sau đó thì có nhiều bản rồi lan truyền qua Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thì cái câu chuyện đơn giản hình dung như vậy là Ngưu Lang là một chàng trai Trăn Trâu ở trên thiên đình, Chức Nữ là một cô gái dệt vải ở trên thiên đình. Rồi ông Trăn Trâu thì cũng không lo Trăn Trâu, ông lo thổi sáo. Cái cô thì không lo dệt vải, khóa nghe thổi sáo. Rồi Trâu nó vô trong cung đình, nó phá giải dốc, ngọc hoàng giận quá, đài cho hai người sống riêng, không được hạnh phúc. Người thì đầu sông Ngân Hà, kẻ cuối sông Ngân Hà. Nên trong bài hát nó có câu đó. Rồi sau đó thấy tội quá, thấy thương mới cho một cơ hội là mỗi năm được gặp một lần đó. Qua cầu Thước thì Ngọc Đế mới nhờ thợ ở dưới trần gian lên cái cầu, mà mỗi người xây kiểu hư cái cầu. Trời đất ơi, xong rồi quá kiếp cho mấy người đó thành con quạ, để mỗi năm đúng ngày đó phải đấu cái đầu vô cầu Ô Thước để cho hai người gặp nhau một lần. Và giọt nước mắt của họ khi tiễn biệt khóc rớt xuống thành mưa ngâu. Đó, đó người ta gọi là ông ngâu bà ngâu là vậy. Ông ngâu bà ngâu nó có nhiều gì bản mà chúng ta kể tóm tắt vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra cái bản mà bạn kể là tôi thấy là đẹp nhất. Còn cái bản mà Minh Họa là cái bản xấu nhất. Bản gì rồi hả? Còn Minh Họa bản xấu quá. Phí ơi. Dạ. Em có nguyện vọng vào đội nào? Em muốn vào đội đối đầu với anh Luật, để em có thể tận mắt nhìn thấy anh Luật bị hành hạ bằng cái đôi mắt thường của mình. Em ước mơ điều đó thôi. Không, tất cả ở đây chúng tôi đều bốc thăm em à. Chẳng may em vào đội của tôi thì em có quyền đổi đội. Tôi cho em một lý do để đổi. Thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ bên đội của anh Luật. Thôi bây giờ đâu phải muốn vô đội anh là vô em. Thế là hơn hẳn luôn á. Để chúng ta bóp thăm. Hên lắm mới đưa vô đội của tụi em đó anh Phi. Hên lắm. Anh số hưởng mà anh không biết hưởng thôi. Không biết hôm nay hưởng cái gì đây. Mà anh Vinh. Số 1. Trời ơi. Số 2.
Rồi chúc mừng. Số 2. Về với gà chiến luôn. Trời ơi, không bao giờ Ngọc né ơi, được đây, không sao. Tôi né Ngọc. Được Đinh Dương Lan Ngọc là được. Không, tôi đứng bên này. Bên này, bên này bên này đông hơn. Bên, đâu bên, rồi. Bên này là bên số 1. Số 1 phải bên này. 1, 2. Bên này phong thủy tốt. Rồi bên kia đi. Thấy được cái bản mặt của ổng chưa? Em có hài lòng với công số này không? Dạ được, em nghĩ được. Chung đội Vinh với lại Ngọc được. Em okay. Thấy anh Luật bị hành hạ. Ngày hôm nay chúng ta có hai người đối đầu với anh Luật. Ghê vậy. Là còn cả em nữa đó hả? Chị đừng có nói như vậy. Ngày hôm nay làm gì có hai người đối đầu với anh Luật. Em mới là người thứ ba nè. Em mới là người thứ ba nè. Trời, ủa đội số 1 mà. Vậy thôi đổi đi. Đổi đi Ngon qua đây. Ngon qua đây, anh Vinh qua đó. Vinh qua đây cưng, qua đây, 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 qua đây. Ủa sao đổi cái thái độ mình yếu hẳn vậy ta? Ba em muốn đối đầu đúng không? Được. Chúng tôi đối đầu với anh. Hôm nay không còn tình nghĩa gì hết. Tình nghĩa gì hết. Không còn nữa. Thưa quý vị, trò chơi bắt đầu. Rồi. Ta nghe nói tên thì về này có tình ái với ngươi hả? Không, không, không. Thần thì lúc đầu cũng thấy có cảm tình. Nhưng mà sau những cú búng 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 của Ngọc Ngọc thì thần bỏ luôn. Đội ơn chị. Ta đã có một người khác dành cho con à. Đẹp không kém, tài năng không kém, búng không thua. Ô, xin mời Lầy Lầy công nữ. Tên cung nữ chi An Giang kia, người đó tìm ai nữa? Ngươi có bằng lòng về với tên này hay không? Dạ thưa bẩm hoàng thượng. Ủa đi đâu vậy? Đi về luôn á, không bằng lòng á hoàng thượng. Sống sao mà mới nghe tên mới chỉ mặt thôi người ta chạy rồi. Không, thật sự là nếu mà giới thiệu Lầy Lầy cung nữ cho hạ thần, hạ thần xin chịu tội chém đầu à. Thà chém đầu chứ không lấy Lầy Lầy cung nữ. Dạ không. Ta có một người khác. Người tiếp theo. Mệt chưa? Dạ đây là bạn của thần Hợi Thị Vệ. Hợi Thị Vệ. Thì ra cái tên người đúng là cái tên đại diện hình ảnh cho gương mặt người. Thì ra ngày hôm nay ngươi tới đây vào cái cung này là đi chung với Lầy Lầy cung nữ là gì của ngươi? Đây là ý trung nhân của ta. Dạ đúng thưa hoàng tử. Đã lầy còn gặp Hợi thì ai chơi cho lợi. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để chào bá tánh cũng như bá quan văn võ. Gia đình Bảy Rượu xin kính chào quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Production thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình bấy lâu. Đó chính là động lực để chương trình của chúng tôi ngày một phát triển và thành công hơn nữa. Xin cảm ơn. Trở lại với công trình của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chia thành hai đội để đọ sức với nhau. Tôi thấy đứng như vậy hợp lý quá trời. Dạ đúng, tôi thấy chẳng có gì gọi là hợp lý cả. Như thế nào gọi là hợp lý? Đâu đó rõ ràng, đẹp thì phải về với đẹp. Mời áo cam qua bên này để tôi qua bên đó. À không, binh đoàn của chúng em luôn luôn gắn kết cùng với nhau. Nên chị cứ ở bển lo cho chồng chị đi. Cái gì cũng vậy, đã là định mệnh thì suốt đời là định mệnh. Dạ, dù đã có Vinh, nhưng mà định mệnh, mối tình truyền kiếp là phải về với nhau. Mời hoàng tử con trai ta qua bên đây. Dạ. Qua bên đây. Dạ. Dạ, dạ Song Vinh à. Cặp này Song Vinh à. Wow, bên đây cũng là Vinh. Ngon quá xá. Bên đây cũng là Vinh mà sao hoài quá xá. Một cái tên hai số phận. À Thị Vệ, hãy bảo vệ hai cung nữ của cung đình. Đây là cha ta. Hả? Ngươi đang nói gì vậy? À, ngươi bị ngáo à? Ngươi bị ngáo à? Có hai đứa con gái đẹp vậy thì phải hãnh diện chứ. Không, nếu mà có hai đứa con gái cái này tôi gả lâu rồi. Ở chung với tôi nó mệt lắm. Xin hỏi Thị Vệ, hai đứa con gái đã có nơi đi chốn về chưa?
Bên này thì đã gả đi nước ngoài rồi, nhưng bên đó người ta trả về. Còn bên này gả 1, 2, 3, 4 lần gì đó, 1, 2, 3, 4 lần gì đó, nhưng không có lần nào được. Còn bên đây, xin hỏi mình ăn cái gì mà mình có thể như vậy? Cá, cá, cá. Không, ý tôi nói tôi là cám. Cảm ơn đã hỏi câu này. Giống vậy. Tôi đây ăn cơm bình thường mà thôi. Thì ra bây giờ tôi mới biết Ngân cung nữ cũng ăn món này. Văn thơ không ha. Chẳng mấy khi chúng ta có mặt ở đây. Thôi thì hò qua đối lại. Bên đây một câu 6, thì bên đây một câu 8. Hay quá. Xin mời Vinh hoàng tử. Ta đã cho con học quá nhiều rồi. Hoàng tử hãy trổ tài đi. Rồi. Như từ đầu đã giới thiệu. Rồi. Cô đã đợi Ngân cả một buổi chiều. Rồi. Thơ như sau. Rồi. Đợi em đợi cả một buổi chiều. Sao thôi. Đợi em đợi cả một buổi chiều. Đợi em đợi cả một buổi chiều. Đợi em cả một buổi chiều. Mời đối lại bên đây. Mà Ngân không đến, thiếu điều buồn hiu. Dạ. Mà Ngân không đến, thiếu điều buồn hiu. Tiếp tục theo chữ hiu. Anh buồn anh nấu bún riêu. Anh buồn anh nấu bún riêu. Đúng là thơ về ẩm thực. Em liều ăn hết một tô bún bò. Chà, còn là giỏi về thơ không? Bây giờ ta ra câu, các người đối. Dạ. Yeah. Ok. Hôm nay bảy nụ cười xuân. Cười vui quá xá. Mà xuân chưa về, mà xuân chưa về. Hay quá, hay quá, hay quá. Thảo, thảo thơ, thảo thơ. Tặng cây dù. Ủa chi vậy? Hoàng thượng. Rồi tiếp kìa. Cười vui quá xá, mà xuân chưa về. Mùa xuân bao câu ước thề. Thề sống thề chết. Vậy thề làm chi? Chi? Không gì. Thôi thì mình đói làm chi? Vậy thì em ngồi đếm chi đỡ buồn. Đếm chi đỡ buồn. Rồi hôm nay là khởi đầu, vậy là cũng vui rồi. Như vậy là hai đội đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng chứ. Bây giờ xin thông báo, cung đình có những cái luật rất là... Ôm chị. Bé đây. Cái luật đầu tiên là không được xây dù á. Đây. Dạ. Ngồi xuống đây. Đi dù đi. Ngồi xuống đây. Bên đi. Bên đây. Vẫn là đội bên kia nha. Sát sát bên đây, sát sát bên đây, sát sát bên đây, sát bên đây xin. Sát bên đây xin. Rồi, vẫn là đội bên kia. Xây, xây, xây cái dù. Rồi xây tới hết chương trình nha. Còn tụi mình tiếp tục chương trình. Đó là game đầu tiên của chương trình. Bảy nụ cười. Đó chính là một nam tướng cướp, một thành viên không thể thiếu của bảy nụ cười xuân. Nghệ sĩ Tiến Luật. Thảo thơ. Ghê 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 quá, em nhìn mặt anh em sợ quá anh Luật. Đừng giỡn với tôi đang nóng lắm, mồ hôi chảy quá trời. Mặt 2-3 cái hết. Vậy hả, nếu mà ngoài đời mà mình đóng một cái vai như vậy, mình gặp một cái cô gái như vậy thì mình có nhào vô không? Không à, không à. Sao vậy? Thế sao? Thường thường ăn cướp là phải cướp cái gì có giá trị. Hả? Không phải, em đâu có đeo cái gì giá trị đâu mà cướp. Em có mà em giấu đây nè. Cái gì vậy? Thấy chưa? Trời. Hai này lấy về làm gì, treo trước cửa làm gì? Cái này lồng đèn đợi trong khu mình chơi cũng được mà. Mời người khác đi bạn. Đúng vậy. Bây giờ hãy cướp nè. Xin giới thiệu tiểu thư đài cát Ninh Dương Lan Ngọc. Đó. Ê! Trời ơi, đừng có cướp đi bạn ơi. Trời ơi, con kìa. Té, té bây giờ, té bây trời giờ. Trời ơi, như một bức tranh vậy đó. Tranh sơn dầu hay tranh gì? Tranh gì mà treo lẳng lơ đó. Treo lẳng lơ đó. Cái gì mà treo trên mấy cái tường đó. Nhưng mà hôm nay ai treo cũng... lên tường. Có dai hết rồi, em dai gì vậy mấy anh? Em là dai tiểu thư đầy cá. Con của một trong những cái ông quan lớn nhất vùng. Còn bé này là nô tỳ qua đây con. Cái giai từ đầu tiên là Kỳ Nguyệt Nga, còn đây là Lục Vân Tiên mà. Ai nói? Kỳ Nguyệt Nga gì mà có hai tổng tiếng gì vậy? Ông này đánh ngựa nè. Ủa, xuống nhanh gì anh? Còn ngay bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một nhân vật không thể thiếu. Đó là mẹ của tiểu thư đầy cát, Lam Vĩ Dạ. Trời ơi. Chết rồi. Ra đây, ra đây. Tôi đề
cái người này lên quan xử trảm. Sao vậy? Không thể nào mà chấp nhận trong cái đội hình này. Ủa sao vậy anh? Em trong vai gì? Dạ em trong vai Kiều Nguyệt Nga. Thôi thì để cho chương trình bắt đầu trở lại với vị trí bình thường của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ nam công tử Ưng Hoàng Phúc. Anh đi bộ rất thành mắt lắm nha. Hết nhạc. Hết nhạc, hết nhạc mà vẫn chưa tới. Ra tới. Vẫn chưa tới. Hết nhạc. Vô nhà rồi, đi tiếp, đi tiếp. Đó, nhảy tiếp. Thưa quý vị, đây là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Hình như Phúc là lần đầu tiên đến với chương trình. Đúng rồi. Thưa quý vị, sao đây là căng thẳng. Căng. Hồi nãy đứng trong bánh gà đu cái cây cột điện. Lát tôi ra tôi làm gì trời. Chơi gì? Chơi mới chơi. Biết gì đâu chơi. Hồi nãy anh Lực có gợi ý chơi một vài thứ đó. Đúng rồi. Tôi cứ nói là anh Phúc cứ về mà mấy đội này chơi với nhau thoải mái lắm. Tại vì ông Phúc hồi nãy là mặc đồ chung kình xếp mà mọi người thì ra người đóng cướp, người đóng công chúa, tiểu thư. Thì ông Phúc đứng ôm cột điện bên trong. Tôi mặc đồ này, tôi ra tôi làm gì trời. Nói là không, cứ ra chào thôi. Chào sao mặc đồ này chi? Chào sao mình chơi game? Chơi game mặc đồ này chi? Tôi chơi gì trời. Mặc đồ hoài luôn á. Hỏi hoài. Thưa quý vị, là chương trình chúng tôi có một cái kình xếp hẳn hoi, có một cái nội dung hẳn hoi. Nhưng chúng tôi muốn giữ cho khách mời luôn được những điều tươi mới nhất. Thanh xuân. Đó, khi chúng tôi đưa ý ra... anh nói là vậy đó chứ em nói gì vậy? Anh đâu có nói gì khác đâu. Ý là bây giờ xin hỏi Ưng Phúc là lần đầu tiên tham gia chương trình mình có một sự bỡ ngỡ là hồi nãy mình đã nói rồi không biết tham gia gì làm gì, nhưng mà hãy tin một điều rằng tất cả những anh chị em ở đây sẽ luôn tạo ra cho Ưng Phúc những cái trò chơi đơn giản nhẹ nhàng. Dạ. Và luôn tạo ra nhiều tiếng cười. Nó là bớt căng được không? Vui vẻ đúng không? Dạ. Bớt căng lại đi anh ơi. Tại nãy tự nhiên đang đứng ở trong kêu ra làm công tử không tiếc nữa. Tự nhiên ra mình phải giờ giữ công tử lịch sự. Giữ hình tượng. Giữ hình tượng. Giờ là vui thôi đúng không? Giờ là xàm đi. Xàm phải không? Vui không? Giờ phải còn công tử không? Không còn hết công tử rồi. Hết công tử muốn là bạn bè trong làng chơi với nhau nè. Bây giờ là vậy. Sẽ có một món quà tặng cho Ưng Hoàng Phúc. Dạ, đây là quà. Không. Thôi đi. Thôi đúng rồi. Hả? Từ chối nhận. Ngày xưa không, ngày xưa. Thôi đi, đứng đây, quà đâu? Chưa, từ từ. À, chưa hả? Ngày xưa là Ưng Hoàng Phúc là hát rất nhiều với các cô gái đẹp, nhưng chưa bao giờ hát với Lan Ngọc. Anh về anh bỏ chương trình đó anh. Ở trong này có hát AT luôn nè. AT luôn hả? Dạ, hát chung với anh Phúc bài đó đó. Rồi, mời Ưng Phúc ở đây. Hôm nay cũng đã đến. Điều em không muốn nay cũng đã đến. Vào một đêm lặng thinh, chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Đau lòng quá đi, cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai, chỉ có một mà thôi đó. Mà đến chính em lại được chính lại nói làm ngất ngây, nhưng anh lại đi nói nữa với những người sao. Trời. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì... Nếu làm vậy thì khó với Ưng Phúc lắm. Để Ưng Phúc hát một đoạn. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng được nhiều. Đúng. Chứ để mấy người nó hát hồi tôi chịu không nổi. Mất công tôi bị đuổi nữa. Tôi còn nhớ cái bài này hồi xưa là tan, còn ai từng yêu, đúng không? Em nhớ khúc đầu là có tiếng còi cắt cú hú nữa. Tan, có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần. Có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quê gót, đành cầm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách than được ai. Vỗ tay. Ngày xưa thưa quý vị là tôi còn nhớ cảnh Ưng Phúc ngồi trên nóc chiếc xe hơi hát. Đốt, bà gì xe taxi hả? Cái đó là thà rằng như thế. Thà như thế. Nỗi nhớ này con tim mồ côi. Thà rằng như thế. À, đừng cố níu cao, nó tên lòng nhau chị ơi em. Toàn thứ dữ luôn. Trời ơi, thời tuổi thơ luôn á. Em muốn đi hát tiếp. Muốn hát tiếp hả? Đi hát là ok đi em. Bây giờ vậy nè, hồi xưa giờ em hát bài gì của Ưng Phúc hát giỏi nhất? Hồi xưa anh Ưng Hoàng Phúc hát một bài với chị Phạm Huỳnh Anh mà chia tay ở trong sân khấu á.
À, nếu ta, nếu còn ta yêu nhau. Nếu ta còn yêu nhau. Rồi hát thử coi. Thêm nhạc nó tiếng nếu tiếng. Nếu anh còn yêu em, hãy tin vào mối tình anh trao em, không một ai khác. Ngày hôm nay đến với chương trình này, Ân Hoàng Phúc có một sự ưu đãi. Muốn chọn ai một trong ba bạn nữ đó về đội của mình không? Một trong ba hả? Chọn ba được không? Chọn ai? Chọn nói ưu điểm đi. Nói ưu điểm của Lâm Vĩ Dạ. Miệng điểm, tay, tay điểm. Liền miệng. Gì? Miệng bằng tay, tay bằng miệng hả? Đúng rồi. Ưu điểm của Thúy Ngân, miệng tay không có linh hoạt như nhau. Lúc miệng linh hoạt thì tay không linh hoạt, lúc tay linh hoạt thì miệng cứng đờ. Rồi ưu điểm của Lan Ngọc, Ngọc chân cẳng khỏe dẻo dai, còn cái miệng lúc được lúc không. Ủa sao nó cứ dính tới vòng vòng cái miệng vậy á? Ủa này mình thi game show mình phải nói lưu loát chứ. Đúng rồi, tay chân thì vận động đúng không? Tay chân thì vận động, nhưng Lan Ngọc là lựa chọn chính xác bởi vì cặp giò khỏe lắm. Thôi vậy thôi, ba người chọn đi. Giờ Phúc không có chọn ba người nữa, ba người tự chọn đi. Bốc thăm đi anh ơi, bốc thăm đi. Ôi, cầu cho cầu cho tôi với Trương Thế Vinh một đội, ông Phúc với hai bà bánh bèo một đội. Đây bốc đi anh ấy. Đâu có Trương Giang chứ. Đâu, tôi MC đâu không. Ủa vậy hả? Trời ơi. Số 2, ừ Phúc số 1. Rồi xong luôn. Number 1. Ai số 1? Xui đã cười gì? Xui đã cười gì? Thì mắc cười quá. Qua bệnh đi bạn ơi. Nếu không gặp em đời ta đã khác. Không gặp em đời ta đau buồn thế. Thế như vậy là tiến luật phải gặp hai người không muốn gặp. Anh ơi, ơi cẩn thận nha, đội đó mạnh lắm á. Ghê á, lương lẹo mưu mẹo đầy rẫy bên đó, gian xảo nữa. Anh đừng có mà khi dễ nha. Khi dễ hay gì, cứ khi dễ tụi em đi. Nói chung là tiến luật ra cái câu ông trời ngoảnh mặt làm ngơ đó. Vì đời không giống trong mơ, kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa đày, đọa đày, đọa đày. Thưa quý vị, ủa không đánh nổi đâu trời. Ngày hôm nay Ân Hoàng Phúc sẽ lọt vào một cái đội mà khả năng mình không thể làm gì khác, bởi vì họ là một cặp mình vô mình chia rẽ cũng được, mà mình cố gắng cũng xong. Mà sao duyên số của hai Vinh với Ngân chung đội hoài luôn á. Thôi bây giờ em không muốn chung đội với anh Vinh sao, nữa. Sao biết đây là đây với đây là cặp. Đây đây cặp này nè. Tụi em tự ghê là ghê lắm nha. Cặp đây nè. Thôi em với anh Vinh chung đội hoài. Về muốn chơi với ai? Em muốn chơi. Chỉ là chơi với anh Tướng Lực. Không em, anh Lực hết sức, anh lớn tuổi rồi. Thì chơi với anh Phúc đúng rồi. Ủa em muốn qua đây là qua đó hả? Chúng tôi cần người có não em à. Ủa em đang em đâu có chung đội với anh, em đâu chọn anh, em chọn chị Ngọc và chị Dạ. Bây giờ anh chơi thôi, chơi, bây giờ, thôi, chơi thôi. Lớn em là chủ quyền lựa chọn ở đây. Bây giờ vậy, nghe anh nói nè, người ta cứ chê mình quá, mình cũng phải quạo chứ. Mình năm nay cũng đã trưởng thành ba mấy tuổi rồi đúng không? Ba mấy tuổi. Thì đó, thì đó, từ từ. Đâu ba mấy? Em mới hai mấy tuổi thôi. Coi như á là mình trưởng thành đi ha. Như vậy là hôm nay chúng ta gặp gỡ trai tài gái sắc Trương Thế Vinh, bỏ luôn một bên luôn. Thưa quý vị, rất là vui mừng hôm nay có Ân Hoàng Phúc. Và rất là vui mừng tất cả anh em ta đều có một cái năng lượng tích cực để cùng nhau chào mừng quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Và ngày hôm nay chào đón nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc, là một trong những người ca sĩ mà có rất nhiều bài hit và được nhiều người yêu thương. Ngày hôm nay chào đón với Ân Hoàng Phúc đến với chương trình. Và những trò chơi ngày hôm nay ưu ái đặc biệt, chúng ta hãy tập trung tất cả nghiêng về ca sĩ Ân Hoàng Phúc.
như vậy? Xin hỏi, mình lợi thế về trò chơi vận động, về sức khỏe, về trí não hay về sự linh hoạt của cơ thể? Được con cái là mình là đầy đủ và toàn diện. Những gì Trường Giang nói đều có. Trời ơi, hay chưa? Anh hay chưa? Xong rồi, xong đội rồi. Anh thì làm sao mà có cơ hội thắng được đội em? Thưa quý vị, một lời thách đấu từ Ưng và Phúc dành cho đội đối diện. Chúng ta chờ đợi trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười. Cười.